Bước qua tuổi trung niên, muốn an lạc hạnh phúc nửa đời sau hãy nhớ kỹ ba điều không nên quên, ba không nói, ba không tranh, ba không nên so đo. Khi một người bước sang tuổi trung niên, cái tuổi có thể nói rằng rất nhiều sự việc trên đời đã thấu tỏ. Bản thân kinh qua vô số thăng trầm, lúc ấy người ta biết rằng có những điều không nên quên và những điều đừng nên làm. Ba điều không nên so đo. 1. Tiền tài. Khi bạn còn trẻ, bạn có thể cảm thấy rằng có tiền nghĩa là có tất cả. Khi đến tuổi trung niên, bạn nhận ra rằng tiền bạc không thể mua được tình yêu, sức khỏe và hạnh phúc thực sự. Tiền là vật ngoài thân, người ta cả đời nếu dùng thủ đoạn để tranh đoạt thì dù có nhiều đến mấy, lúc cuối đời rời bỏ thế gian cũng không thể mang theo. Dù bạn có nhiều tiền đến đâu thì hạnh phúc và sự bình yên trong tâm hồn vẫn là điều trân quý nhất. Tuy nhiên đối với tuổi trẻ, siêng năng chịu khó làm việc, kiếm những đồng tiền chân chính là điều rất đáng khen ngợi, vì thực tế tiền cũng là điều kiện cơ bản của cuộc sống. Nhưng không nên vì tiền mà bất chấp và đánh đổi tất cả. Hãy giữ cho mình một thái độ bình ổn trước tiền tài và danh vọng. 2. Con cháu. Trong con mắt của người lớn, con cháu luôn phải nỗ lực để công thành danh toại, rạng rỡ tổ tiên, coi đó là điều tốt nhất với chúng, do đó áp đặt lên con cháu quá nhiều kỳ vọng. Những mong muốn này một phần bắt nguồn tình yêu thương vô bờ bến, luôn mong điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con cháu mình, nhưng hãy lý trí hơn trong việc giáo dục và định hướng tương lai của chúng. Quan trọng nhất vẫn chính là sự thấu hiểu và đồng cảm. Một phần lại đến từ sự so sánh hơn thua. Cả đời bươn chải vì cuộc sống vốn đã vất vả, đến tuổi già nên được nghỉ ngơi, nhưng điều khiến người ta mệt mỏi không yên lại chính là cái tâm so đo này. Không có một khuôn mẫu duy nhất nào cho hạnh phúc, đừng áp đặt định nghĩa thành công của chúng ta cho con cái. Cuộc đời mỗi người đã được định sẵn, chỉ cần nỗ lực, điều gì nên có thì sẽ có, vì vậy thành hay bại hãy thuận theo tự nhiên. Trên đời không có gì quan trọng hơn sức khỏe, sinh mệnh là trân quý nhất. 3. Hôn nhân. Luôn nhìn vào hạnh phúc hôn nhân của người khác để so sánh với hôn nhân của chính mình, đó chính là điều khiến bản thân đau khổ càng thêm đau khổ. Hôn nhân như một bức tranh đa chiều, và bản thân chúng ta chính là người họa sĩ vẽ nên tác phẩm này. Suy nghĩ và cảm nhận như thế nào sẽ vẽ ra như thế ấy, màu sắc tươi sáng hay u ám chính là tự mình tạo nên. Hôn nhân cũng giống như một ngôi nhà, mà bản thân chính là người thợ xây nên, hạnh phúc hay bất hạnh cũng chính tự tay mình làm ra. Mỗi thành viên đều luôn có trách nhiệm xây dựng và vun đắp cho hạnh phúc ấy. Có những người bản thân họ luôn nhìn hướng ra bên ngoài, nhìn vào hạnh phúc của người khác rồi tự than trách bản thân rằng tại sao mình không được may mắn như thế. Nhưng có câu, chỉ có đôi chân mới biết đôi giày đó có vừa dặn hay không, và chỉ bản thân mới biết ở trong nhà có thoải mái hay không. So sánh với những thứ của người khác là điều tồi tệ nhất trong hôn nhân, bạn sẽ chỉ tự hủy hoại chính hạnh phúc hôn nhân của mình. Dù sống trong ngôi nhà to hay nhỏ,
Chỉ cần ta biết tự hài lòng và biết ơn mọi thứ trong đó thì đã là hạnh phúc rồi. Ba điều không nên nói. 1. Đừng thuận miệng nói. Cổ nhân có câu, thiện ý một câu ấm ba đông, lời ác lạnh người sáu tháng ròng. Khi lời nói mang theo sự thiện lương sẽ làm người nghe cảm động, là sự khích lệ cho ai đó đang trong bế tắc hay đau khổ. Ngược lại, lời nói mang ác ý sẽ vô tình làm tổn thương người ta, thậm chí có thể mang đến những hậu quả nghiêm trọng. Cuộc đời là một hành trình dài đằng đẵng. Chúng ta mất vài năm để biết nói và phải mất cả đời để học cách im lặng. Đối với người khác đừng quá bắt bẻ và đòi hỏi sự hoàn hảo ở họ. Ngược lại, đối với bản thân cần cẩn thận nghiêm khắc yêu cầu tự hoàn thiện mình. Càng trưởng thành, càng cần biết tiết chế và tự chủ, thận trọng trong lời nói và việc làm. Trước khi mở miệng nên suy nghĩ và cân nhắc kỹ lưỡng. Tuy nhiên, trong cuộc sống cũng có những hoàn cảnh người nào đó bị oan ức, bất hạnh hay bị ức hiếp. Hãy dũng cảm lên tiếng, bảo vệ người yếu thế hơn mình. Ấy mới là người có đạo nghĩa. 2. Đừng bàn luận về khuyết điểm của người khác. Không ai là hoàn hảo cả. Ai cũng có những khuyết điểm và thiếu sót của riêng mình. Tĩnh tọa thường tư kỹ quá, nhàn đàm mặc luận nhân phi. Câu cổ ngữ này khuyên người ta cần thường xuyên tìm thời gian yên lặng, tĩnh tại suy xét lại chính mình. Từ đó nhận ra và sửa chữa lại sai lầm, làm cho bản thân tiến bộ hơn lên. Còn khi nói chuyện thì không nên tùy tiện đàm luận sai lầm khuyết điểm của người khác. Lùi một bước biển rộng trời cao, khi bạn tự nhìn vào khiếm khuyết của mình và sửa đổi, con đường phía trước sẽ rộng mở, tấm lòng thoáng đãng. Còn nếu cứ nhìn vào lỗi của ai đó, mọi thứ trong bạn chỉ là oán trách, hận thù và bế tắc. 3. Đừng nói lời phàn nàn. Khi gặp chuyện không may mắn, đừng oán trách số phận và oán trời cao không công bằng. Phàn nàn không thay đổi được kết quả. Khi vấp ngã hay thất bại, thay vì bạn ngồi đó oán trách, hãy đứng dậy và bắt đầu lại. Thay vì phàn nàn, hãy thay đổi và biến tất cả những lời phàn nàn và không hài lòng của bạn thành động lực. 3 điều không nên tranh. 1. Không tranh với thời gian. Khi nhìn thấy thành công của người khác, bạn cũng cần nhìn nhận những nỗ lực phía sau của họ. Để có được thành công như hiện tại thì trước đó là cả một quá trình dài gian nan. Cần hiểu một chân lý rằng mọi thành công không đến từ sự nóng vội và gấp gáp. Muốn đạt được điều gì thì đều cần nỗ lực, nhẫn nại và chờ đợi. Nếu đã trải qua một đoạn thời gian cố gắng nhưng vẫn chưa đạt được thành tựu thì cũng đừng nên nản lòng hay bỏ cuộc. Đời người là một hành trình dài, chưa khi nào là quá muộn nếu chúng ta thật sự muốn làm. Trong quá trình ấy, cái khiến người ta muốn bỏ cuộc nhất chính là sự cô đơn và tuyệt vọng nhất thời. Hãy luôn giữ ý chí kiên định và quyết tâm bạn nhé. 2. Không tranh luận điều nhỏ nhặt. Hoàn cảnh khác nhau và quan điểm nhận thức khác nhau về các vấn đề sẽ dẫn đến các kết quả khác nhau. Người tế nhị sẽ tự nhận thức đúng sai ở trong lòng,
không cần phải tranh luận quan điểm cá nhân để làm rõ những chuyện vụn vặt. Họ nhìn nhận vấn đề trên một phương diện rộng lớn hơn. 3. Không tranh sự phô trương. Người ta nói, súng nhắm chim đầu đàn, bàn mổ chờ heo mập, tranh nhau sự phô trương để thể hiện lợi thế của mình chưa hẳn đã mang lại cho mình lợi ích gì, có khi vì thế mà luôn gặp cản trở. Người khiêm tốn làm tốt các việc mà không cần nói nhiều, đừng lo người khác không nhìn thấy công lao của bạn, cuộc sống luôn công bằng, bạn xứng đáng được gì, điều đó chắc chắn sẽ đến với bạn. Ba điều đừng quên. 1. Đừng quên ý định ban đầu. Cuộc sống phức tạp đã khiến nhiều người đánh mất chính mình, quên mất sứ mệnh mà bản thân cần làm trong đời. Mỗi người chỉ có một lần được sống và được làm chủ chính cuộc đời của mình. Khi tuổi đời qua đi thì vĩnh viễn không thể quay trở lại. Vì vậy mỗi khi bạn cảm thấy cuộc sống đang trôi đi vô nghĩa hoặc những thất bại khiến bạn nản lòng, thì hãy nhìn lại chặng đường mình đã đi qua và nhớ lại mục đích ban đầu của mình. Chỉ khi bạn thời thời khắc khắc ghi nhớ mục đích ban đầu của mình thì bạn mới có đủ động lực, niềm tin để không bị lạc mất phương hướng trong cuộc sống ồn ả này. Mỗi ngày trôi qua đi sẽ không thể trở lại, đừng lãng phí nó dù chỉ một giây quý báu bạn nhé. 2. Đừng quên hiếu nghĩa thân tình. Người ta thường nói rằng, nhà là nơi để về, dù bạn đi khắp núi Nam Bể Bắc nhưng chốn bình yên nhất chính là gia đình. Khi cha mẹ còn, thì ta còn chốn để về, khi cha mẹ không còn thì ta cũng không còn nơi ấy mà lui tới nữa. Cổ nhân nói bách thiện hiếu di tiên, trăm cái thiện thì hiếu thảo là đứng đầu. Hiếu thảo là một mỹ đức truyền thống được đề cao suốt hàng nghìn năm qua. Đức tính này đã giúp các gia đình trên dưới thuận hòa, từ đó khiến cho đất nước hòa bình, thịnh vượng. 3. Đừng quên nhân nghĩa ân tình. Lòng biết ơn chính là một đức tính cao đẹp của con người. Cây cao vạn trượng cũng không bao giờ quên cội nguồn. Người nếu công thành danh toại thì chớ quên ân nghĩa. Chỉ khi luôn biết ơn và nhớ đến sự ban ân của người khác thì mọi sự việc trong đời của bạn mới thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên trong xã hội ngày nay có rất nhiều người không có lòng biết ơn, ngay cả với cha mẹ và người đã giúp đỡ mình. Những người này thường sẽ không được mọi người tin tưởng và hợp tác giúp đỡ. Vì vậy, để có một con đường rộng mở trong đời, hãy luôn có lòng biết ơn và đền đáp. Càng qua tuổi trung niên, chúng ta càng học được cách sống tĩnh lặng, bình tâm bước qua mọi chuyện. Có một số thứ, ngoài im lặng, vốn dĩ chẳng còn một lối đi nào khác. 1. Hôm nay có người hỏi tôi rằng, bao lâu rồi bạn không mở lòng tâm sự với ai? Quả thật lúc ấy tôi đã phải lặng người mất mấy giây. Có một vài người, cuộc trò chuyện chỉ mang tính xã giao, một số chuyện lại chẳng biết ngỏ lời cùng với ai. Cứ như vậy, càng lớn lên, người ta càng thích im lặng hơn là ồn ả. 2. Dạo gần đây, mở danh sách cuộc gọi trong điện thoại, tôi mới phát hiện ra những dãy số xuất hiện nhiều nhất lại chẳng phải là người quá thân thiết. Đó chỉ là số tư vấn viên, shipper giao hàng. Màn chat trên mạng xã hội cũng chỉ quẩn quanh chuyện công việc. Danh sách bạn bè tưởng chừng nhiều, nhưng đoạn hội thoại lại ngày càng ngắn.
3. Hồi trước, chuyện gì xảy ra dù lớn dù bé cũng sẽ chia sẻ tất cả cùng bạn thân. Hiện tại, ai cũng có cuộc sống riêng, những nỗi bận tâm riêng, chuyện gì xảy đến cũng cảm thấy bình thường. Chúng ta của sau này, càng trưởng thành càng trở nên trầm mặc và thường bình thản đón nhận mọi chuyện. 4. Chúng ta khi mới chia tay sân ga, lên chuyến tàu đến với thế giới người lớn rất sợ cô đơn, dần già, chúng ta lại hưởng thụ cuộc sống một mình. Có những lúc, một mình chưa hẳn đã cô đơn, bởi những khoảnh khắc như thế khiến ta tự đứng vững trên đôi chân của mình. 5. Gặp chuyện không vui, bạn cũng tự an ủi bản thân rằng ngày mai mọi thứ sẽ tốt hơn. Bởi vì, hơn ai hết bạn hiểu, những cảm xúc tiêu cực chỉ đến nhất thời. Có những nỗi buồn để thời gian xóa nhạt, cuộc sống thì vẫn cứ tiếp tục như vậy. 6. Tôi từng nghe được một câu nói như thế này, đại ý, khi chúng ta chưa trải qua nhiều sóng gió, chút chuyện vụn vặt cũng đủ để sầu não. Nhưng khi đã đi hết giông gió, mọi chuyện trên đời bỗng bình tâm đến lạ. 7. Trước đây, lần đầu tiên sống xa nhà, chuyện gì cũng gọi về than với mẹ. Nhưng thời gian qua đi, vì để người thân an lòng, mệt mỏi đến đâu cũng đành giấu nhẹm. Giữa thành phố tưởng chừng chật hẹp nhưng lại quá rộng đến lạ. Bởi vì đã quá quen với việc giải quyết mọi thứ một mình nên dần dần bạn học được cách chấp nhận cô đơn để trưởng thành. 8. Trong thế giới trầm lặng của người lớn, đôi khi cũng có những sắc màu rực rỡ. Đó là lần trái tim rung lên nốt quan ca hạnh phúc. Khi ấy, người ta cho phép bản thân mình được yếu đuối trước mặt đối phương. Vốn dĩ, dù là người đã trải qua giông dài gió bão hay mỏng manh trước cơn gió nghịch mùa, thì bạn cũng có quyền được là chính mình, luôn là chính mình. 9. Đừng vì hai chữ trưởng thành mà luôn giấu hết cảm xúc của mình. Thế giới của người lớn không chỉ có cô đơn hay trầm lặng. Hãy để trái tim lên tiếng, bạn sẽ nhận ra những thanh âm rộn rã của cuộc sống ngoài kia. 10. Bạn chọn cách sống trầm lặng hay ồn ào là do chính bạn quyết định. Bởi chẳng ai quy định rằng bạn đi con đường này là sai, bước con đường kia là đúng, miễn sao bạn được hạnh phúc thôi. Càng lớn tuổi, càng phải học cách khắc chế bản thân, có vậy tương lai mới ngày càng suôn sẻ hơn. Sinh ra là người vốn dĩ thực sự khó khăn, những điều khiến chúng ta hạnh phúc thường khiến chúng ta xuống dốc và chán chường. Còn nếu muốn sống tốt thì lại phải làm điều gì đó khiến ta cảm thấy đau đớn. Lúc còn trẻ, chúng ta được quyền sai và có đủ vốn để làm sai. Chúng ta có thể sống theo bản năng, sống với mong muốn của mình. Nhưng khi tuổi càng cao, cái giá của phạm sai lầm cũng càng ngày càng cao, lại càng không thể làm những gì mà mình muốn. Càng lớn tuổi, càng phải gỡ bỏ những thứ sau đây, nếu không thì sớm muộn gì bạn cũng sẽ bị hủy hoại. 1. Những niềm vui dễ dàng có được. Niềm vui có thể dễ dàng đạt được là gì? Đó là những niềm vui khiến bạn sảng khoái mà không phải bỏ ra quá nhiều. Chẳng hạn như rượu, chỉ với một ít tiền có thể khiến bạn vui cả đêm, nghiêm trọng hơn là ma túy, cờ bạc. Tác hại của những điều như vậy đối với con người, đặc biệt về tâm lý là rất nghiêm trọng,
Một khi bạn đã quen với những thứ như vậy, bạn sẽ không còn muốn tiếp nhận những thứ đòi hỏi lâu dài mới có được niềm vui như học tập, thể dục thể thao hay làm việc chăm chỉ. 2. Dùng thoải mái. Thời đại hiện nay quả thực thay đổi quá nhanh. Cuộc sống của những người sống 200 năm trước và sống 2000 năm trước có thể không có sự khác biệt là mấy, nhưng cuộc sống của những người sống ở hiện tại và 20 năm về trước lại khác biệt đáng kể. Thời đại thay đổi quá nhanh, không còn có chuyện một kỹ năng, một công việc hay một lối sống có thể kéo dài, tồn tại suốt đời. Vì vậy, học tập suốt đời và không ngừng thách thức bản thân đã trở thành các thao tác cơ bản. Trở ngại lớn nhất trên con đường thích ứng với sự thay đổi của thời đại chính là dùng thoải mái. Một khi chúng ta lún sâu vào một môi trường quen thuộc, cuộc sống quen thuộc, chúng ta sẽ không còn muốn thay đổi, không còn muốn chạm vào những điều chưa biết cho đến khi chúng ta bị thời đại bỏ lại phía sau. 3. Làm tê liệt chính mình. Trong thế giới này, đại đa số những người không thể thành công đều là bởi họ tự tê liệt chính mình. Dẫu sao thì khi một người nỗ lực nhưng không nhận lại được kết quả như mong đợi, họ tự nhiên sẽ cảm thấy lo lắng và áp lực. Rồi sau đó, tiềm thức của họ sẽ tự đưa ra một quyết định sai lầm, làm tê liệt bản thân. Các đặc điểm cụ thể là tự lừa dối, phủ nhận sự thật, cố tình quên đi sự thật, buông thả bản thân, vô trách nhiệm. Nếu không thể vượt qua nó, vậy thì cuộc sống của bạn về cơ bản đã là con số không tròn chỉnh. Nhắc nhở, càng lớn tuổi, càng phải học cách khắc chế bản thân, có vậy tương lai mới ngày càng suôn sẻ hơn. Nhiều người ở tuổi trung niên luôn thích được gặp gỡ bạn bè để ôn lại chuyện cũ, nói và hồi tưởng về những ký ức ngày xưa. Dường như ai cũng đều có những mong ước giản dị như vậy. Tuy nhiên nhìn nhận một cách thực tế mà nói, có một số người bạn cũ là nên thận trọng khi gặp mặt, đặc biệt là ba kiểu người này. 1. Người cố chấp, khó thay đổi. Một số người bạn do không hợp tính nên trong quá khứ đã xa cách một thời gian dài, nhưng khi gặp lại có thể sẽ tỏ ra rất thân thiện. Tuy nhiên, nếu tiếp tục tán gẫu hay tình cờ đề cập đến một chủ đề nào đó, bạn sẽ nhận ra là họ vẫn như xưa. Đây là dạng người mà người ta hay nói là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Đã qua bao nhiêu năm rồi nhưng tính khí và quan điểm sống vẫn không thay đổi. Thường thì khi mới gặp lại, vì phép lịch sự thì có thể tỏ ra rất tôn trọng và nhã nhặn. Nhưng khi tiếp xúc sâu hơn, uống vài ba ly rượu rồi thì bản chất con người sẽ bị bộc lộ ra. Vì vậy, khi đã ở độ tuổi trung niên, bạn hãy tránh gặp gỡ thường xuyên những người có tính khí không tốt. Bởi dường như những cuộc gặp gỡ như vậy là vô nghĩa. 2. Người luôn thích nhắc lại chuyện xưa không vui. Cuộc đời là một hành trình dài với muôn vàn sự việc thị phi, đúng sai đã xảy ra. Nhiều năm trước, có thể ai đó nói xấu, khúc mắc chuyện tiền nong hoặc những hiểu nhầm không đáng có, thậm chí là câu nói vô tình làm tổn thương ai đó. Thì đó đều là những xích mích giữa người với người. Dù không phải là điều gì to tát, nhưng cũng không thể tránh khỏi việc để lại những vết sẹo trong lòng.
Theo thời gian, khi vết thương đã lành, con người cũng dần quên nó đi. Trải qua bao nhiêu năm, khi bạn bè gặp lại thì ăn cơm, uống chén trà và cười huề để xua tan chuyện không vui thuở xưa, chắc hẳn ai cũng mong muốn như vậy. Tuy nhiên, mọi chuyện thường không đơn giản, và nó còn phụ thuộc vào mức độ vết thương năm đó nông sâu đến đâu. Đôi khi, gặp nhau còn tệ hơn là không gặp, và sẽ thật nhàm chán khi nói một số lời giả dối và gây khó chịu. Có nhiều người thường vô tình hay cố ý mà động chạm và đùa cợt về những chuyện đã qua của người khác. Người nói vô tình, người nghe hữu ý, từ đó tạo ra thêm những khúc mắc không cần thiết. Vì vậy, khi chuẩn bị gặp lại những người đã từng có va chạm, hãy cân nhắc trước và tự hỏi bản thân có thể chịu đựng nhau được đến mức nào. Nếu bạn vẫn muốn gặp mặt họ, hãy cố gắng bao dung, bỏ qua những rào cản và chuẩn bị tâm lý đầy đủ trước khi gặp. Mặc dù vậy, bạn cũng có thể sẽ không thể lường trước được tâm lý của đối phương, cho nên vẫn cần thận trọng trong lời nói và hành động của mình. 3. Bạn học cũ họp mặt. Sau khi bước vào tuổi trung niên, ấn tượng về bạn học cũ là rất thú vị. Một số người cảm thấy rằng mình đã già đi, vì vậy muốn gặp lại những người bạn học để cùng nhau hồi tưởng lại quá khứ tươi đẹp. Quả thật đó là một niềm vui rất lớn. Tuy nhiên, cũng nên thận trọng khi bạn học cũ gặp nhau, bởi vì có thể những điều tốt đẹp trong quá khứ sẽ biến mất trong lần gặp gỡ này. Một số người thích so sánh và khoe khoang về cuộc sống vật chất, nhà cửa, xe cộ, tiền bạc, địa vị hay con cái. Bạn bè đã không gặp nhau trong nhiều năm và không còn trẻ trung như ngày xưa, nhưng việc so sánh tới lui có vẻ sẽ khiến mọi người đều không thoải mái. Nhìn lại quá khứ, đã từng là bạn học cùng bàn, nhưng giờ không khí này có thể làm cho ánh mắt trở nên xa lạ và trong lòng mỗi người đều cảm thấy lạc lõng. Khi về già, người ta thường nghĩ về quá khứ, tìm về người xưa để cảm nhận lại tình cảm ấm áp, nhưng gặp sai người thì nỗi cô đơn càng hằn sâu hơn. Có thể nói, mong cầu nhận được sự ấm áp từ người khác thì thật bị động. Hiện thực có thể sẽ không giống như bạn mong đợi. Năm tháng như dòng sông chảy xiết, bình tĩnh chấp nhận những gì đã qua, trân trọng hiện tại và bồi bổ tâm hồn là cách tốt để hóa giải sầu muộn sau tuổi trung niên. Thận trọng trong lời nói và ứng xử là một cách an toàn để bạn có thể tránh đụng chạm tới bản chất ích kỷ của con người. Bạn sẽ không phải quá kỳ vọng vào lòng người và tránh được những điều làm bản thân hoặc đối phương phiền muộn. Đến tuổi trung niên, hãy dẹp bỏ những ân oán. Người ta khi tuổi tác càng lớn dần lên, càng cảm nhận sâu sắc về những vấn đề của cuộc đời. Khi bước sang tuổi trung niên cũng là lúc họ hiểu ra rằng đã đến lúc phải dẹp bỏ những ân oán. 1. Nếu cuộc sống không dễ dàng với bạn, liệu nó có dễ dàng với những người khác? Cho dù bạn có khóc mỗi ngày cũng không thể thay đổi số phận của mình. Khi một người bước vào tuổi trung niên, điều quý giá nhất không phải là lăn những giọt lệ mặn chát trên má, mà là sự mạnh mẽ và quyết tâm trong trái tim. Do đó hãy dẹp bỏ những ân oán đi, đừng để trái tim thủy tinh dằn vặt cuộc đời bạn. Hơn nữa,
cắn răng kiên trì chịu đựng nỗi đau còn tốt hơn gấp vạn lần tìm người để phàn nàn. 2. Khi buồn, hãy im lặng. Ai mà không có nỗi buồn? Vì vậy, thật dư thừa khi nói với bất kỳ ai về nỗi buồn của bạn. Trên đời này không có hai người hoàn toàn giống nhau. Khi bạn nói chuyện với người khác, cho dù là họ có lắng nghe cẩn thận, nhưng hỏi có mấy người người có thể suy nghĩ từ quan điểm của bạn. Ví dụ, bạn làm việc trong một đơn vị nào đó và đã làm việc chăm chỉ, nhưng lãnh đạo không thích bạn và thường trách móc bạn. Là một người trung niên, bạn không dám dễ dàng thay đổi công việc, vì vậy bạn chỉ có thể nuốt giận vào trong. Không ai khác quan tâm đến công việc của bạn trong đơn vị, thậm chí có thể ngay cả người bạn đời của bạn cũng không chắc sẽ sẵn sàng lắng nghe. Do vậy, thay vì than thở thì im lặng còn tốt hơn. Im lặng là sự phản kháng âm thầm, là cảnh giới vượt qua nỗi cô đơn. Hãy chọn cho mình một góc lặng lẽ, tự giải tỏa tâm trạng, điều chỉnh cảm xúc, ngủ ngon, nạp lại năng lượng và tiếp tục làm việc vào ngày mai bạn nhé. 3. Khi đau khổ, hãy vượt qua chính mình. Có 8 loại khó khăn khổ nạn trong cuộc sống là sinh, lão, bệnh, tử, biệt ly, oán hận, dục vọng truy cầu và tình. Tất cả đều là những cái khổ tràn ngập trong thế gian, nhưng bản thân mỗi người đều cần phải tự mình vượt qua. Người ta nói rằng cuộc đời là một quá trình thử thách, trải qua đau khổ rồi mới có được ngọt bùi. Nhưng khi nào những ngày khó khăn mới kết thúc thì không ai biết. Chúng ta thường tự an ủi bản thân như thế này: xong việc này rồi sẽ dễ dàng, qua một thời gian nữa sẽ ổn thôi. Tuy nhiên, ngày qua ngày, sự đau khổ cứ tăng lên từng ngày, và cái dư vị đó thực sự chưa bao giờ là dễ chịu. Những ngày ngọt ngào chẳng qua cũng chỉ là niềm vui trong cay đắng mà thôi. Thậm chí, tất cả chúng ta đều ghen tị với những người đã về hưu được sống vô lo, hít thở không khí tự do. Tuy nhiên, cuối cùng chúng ta vẫn phải đối mặt với thực tế. Khi một người đến tuổi trung niên, dựa vào chính mình tốt hơn là dựa vào người khác. Vậy hãy đem cái đau khổ ấy chia thành từng mảnh nhỏ, rồi dần phá bỏ đi từng chút một. Vượt qua chính mình, mấu chốt là vượt qua cái tâm của mình. Quan tâm đến những người xung quanh, hiểu cuộc sống, học hỏi, làm mọi việc, quan sát xã hội, tất cả đều làm bằng cả trái tim chân thành của bạn, để rồi cuối cùng bạn sẽ khám ra những cơ hội tuyệt vời. Hãy ở trong một tâm trạng tốt và mọi thứ sẽ ổn thôi. Vì đau khổ vốn là an bài phải đối mặt, hãy coi đau khổ như những trải nghiệm trong cuộc đời. 4. Giải thích cũng là một loại trí tuệ. Khi bước vào độ tuổi trung niên, con người luôn phải đối mặt với nhiều rối rắm trong tình cảm, những hiểu lầm, những nghi hoặc là điều khó tránh khỏi. Nhưng làm thế nào để giải quyết sự hiểu lầm? Đừng tìm ai đó để phàn nàn và đừng kéo bên thứ ba ra làm chứng. Trong sẽ rõ, dẫn sẽ đục, thời gian sẽ nói cho bạn biết tất cả và cho bạn câu trả lời cuối cùng. Hãy chịu đựng một chút, chờ đợi một chút, rồi nhiều chuyện sẽ qua,
và sự thật của nhiều chuyện sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Khi con người bước vào tuổi trung niên, họ dựa vào hành động để chứng minh mọi thứ về mình chứ không phải bằng lời nói và nước mắt. Cách bạn giải thích trong khi khóc thực sự rất tệ. Tốt hơn hết là bạn nên áp dụng phương pháp bỏ qua và chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Những người trung niên trầm tĩnh thường sẽ kiên trì hơn trong mọi việc và thành công hơn trong cuộc sống. Thành tựu và sự kiên nhẫn là lời giải thích thầm lặng tốt nhất. 5. Khi đang ở điểm thấp, hãy không ngừng dự trữ năng lượng. Thăng trầm là lẽ thường tình của cuộc đời, nhưng nếu người trung niên rơi vào cảnh túng quẫn, đó thực sự là điều tồi tệ. Khi còn trẻ, một người no, cả nhà không đói. Khi một người đến tuổi trung niên, nếu người đó đói, cả nhà sẽ đói. Nếu bạn đang ở trong hố sâu mà không nỗ lực thay đổi bản thân mà lại than trách cuộc đời, khóc lóc ầm ĩ thì gia đình bạn cũng sẽ sa sút theo. Khi bạn đang ở thế bế tắc, hãy im lặng và học cách âm thầm trưởng thành. Hãy tận dụng khoảng thời gian yên tĩnh này để học tập, kiếm tiền và tìm hướng đi cho mình. Nhất định sẽ có bước ngoặt trong những ngày sắp tới. 6. Mọi ủy khuất là bàn đạp của sự trưởng thành. Khi bước vào tuổi trung niên, chúng ta sẽ là trụ cột của gia đình. Cho dù thấp bé cũng phải thẳng lưng, vì gia đình mà chống đỡ bầu trời, đây là trách nhiệm của chúng ta. Có người nói, trên đời làm sao có chuyện ân oán. Ai đã làm gì thì đều phải trả giá cho điều đó. Tất cả những bất bình là để có được điều gì đó, chính là một sự đánh đổi. Chỉ những người luôn theo đuổi ước mơ của mình mới có thể chịu được nhiều ủy khuất. Như vậy xem ra bất bình không phải là điều xấu mà là điều tốt, và đó là quá trình người trung niên tiếp tục trưởng thành. Khi mọi người đến tuổi trung niên, có người tự phóng đại sự bất bình của mình và hủy hoại cuộc sống. Nhưng có người đã rất cố gắng vượt qua những bất bình của mình và đạt được sự nghiệp tốt đẹp. Con người sống nơi thế gian, dù ở độ tuổi nào cũng luôn phải đối mặt với sự mất mát. Lúc nhỏ làm mất đi một vật mà mình yêu quý, lớn lên lại mất đi một người bạn thân thiết. Hết thảy đều khiến cho tâm chúng ta đau khổ, ảo não, thậm chí là hối tiếc không nguôi. Nhưng khi đã bước vào tuổi trung niên, đối mặt với nhiều sự mất mát trong đời, chúng ta cần hiểu rằng có những điều là quy luật, là tất yếu của cuộc sống. Chỉ có học cách thản nhiên đối mặt với chúng, cuộc sống của chúng ta mới nhẹ nhàng hơn. Danh vọng địa vị không như ý. Rất nhiều người khi đối mặt với công danh, sự nghiệp không được như ý liền chán nản, ưu sầu, không cam lòng, khiến cuộc sống của bản thân và gia đình thêm nặng nề. Bước vào tuổi trung niên, rất nhiều việc đã được định hình và khó có cơ hội thăng chức. Thay vì thất vọng, hãy học cách tiếp nhận và thay đổi suy nghĩ, thay đổi góc nhìn nhận, chúng ta sẽ tìm kiếm được con đường mới. Phật gia giảng nhân sinh vô thường, không có điều gì là bất biến. Danh vọng địa vị, giàu sang phú quý cũng như vậy, nó chỉ là một phần của kiếp nhân sinh. Cho dù một người thăng tiến đến mức cao xa như thế nào thì cũng sẽ đến lúc phải dừng lại. Tuổi trung niên phần lớn đều là như thế. Điều quan trọng là chúng ta thực sự cố gắng, thực sự đặt tâm làm tốt nhất khả năng của mình hay không.
Nếu một người làm việc có trách nhiệm, chỉ quản việc cố gắng và bỏ tâm sức để kết quả thuận theo tự nhiên, không quá khắt khe, không quá cưỡng cầu, không suy sụp tinh thần trước điều thất ý, thì người ấy đã làm chủ được cái tâm của mình, làm chủ đường đời của mình. Còn cái càng lúc càng xa. Trong lòng cha mẹ, con cái luôn luôn là những đứa trẻ còn rất nhỏ bé. Nhưng thời gian là không đợi người, chỉ trong cái chớp mắt, con cái đã lớn và đến tuổi thành gia lập nghiệp. Khi con cái có cuộc sống riêng, sự nghiệp riêng thì khoảng cách giữa cha mẹ và con cái cũng dần nới rộng ra. Có không ít cha mẹ cảm thấy trong lòng buồn vì điều này, luôn muốn quản thúc, lo lắng cho tương lai, cuộc đời của con cái như khi còn bé. Người ta nói rằng, con cái có phúc phận và cuộc đời riêng của con cái. Khi con cái bước vào đường đời, cha mẹ nên làm người bạn đồng hành, chỉ dẫn mà không thể thay thế con cái được. Biết buông tay đúng lúc, con cái mới có thể vững vàng bước đi trên con đường đời của mình. Thay vì lo lắng, hãy giáo dục con trở thành những người có phẩm đức tốt. Đó chính là hành trang quan trọng nhất để con vững bước. Sức khỏe kém đi. Con người khi bước vào tuổi trung niên sẽ cảm nhận được rõ ràng hơn tình trạng sức khỏe của bản thân có phần kém đi. Khi còn trẻ, người ta có thể thức thâu đêm, ngày hôm sau vẫn có thể đi làm và hoàn thành công việc. Nhưng khi có tuổi thì sức khỏe không cho phép như vậy nữa. Sinh, lão, bệnh, tử vốn là quy luật ở đời. Ai cũng không thoát khỏi được quy luật ấy. Thay vì lo lắng, sầu não, hối hận rằng đã không làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, hãy đối mặt với điều đó bằng tâm thái tiếp nhận và lạc quan tích cực. Trong cuộc sống hàng ngày, hãy đối xử tốt với thân thể. Giữ gìn sức khỏe là điều cần phải làm ngay từ khi còn trẻ. Cổ ngữ nói, bờ kè ngàn dặm vì hang kiến nhỏ mà sập, sức khỏe của con người cũng như vậy. Sức khỏe một khi có vấn đề xảy ra thì thường khiến người ta suy sụp, mọi ước mơ hy vọng gần như sẽ tan biến. Vì vậy, để tránh bi kịch xảy ra, hãy bắt đầu quan tâm đến sức khỏe của mình ngay từ bây giờ, bằng cách ăn uống hợp lý, rèn luyện thích hợp, giữ tâm trạng thật tốt. Sinh tử ly biệt. Con người cho dù là tuổi trẻ, sức khỏe mạnh mẽ đến thế nào đi nữa thì cũng đến thời điểm ra đi. Cho dù là sống thọ đi nữa thì cuối cùng cũng phải quy về với cát bụi. Đây cũng là một mất mát, một nỗi khổ lớn lao của đời người. Cho nên, cho dù là ai đi nữa cũng đều phải học được cách đối mặt với cái chết. Thay vì lo lắng sợ hãi, cần học cách trân trọng và sử dụng chính xác từng giây phút mà mình đang có. Có như vậy thì sống bình thản mà chết cũng an nhiên. Một người khi lâm vào ranh giới sinh tử mới hiểu được rằng trên thế gian này chẳng có gì là mãi mãi và không có gì đáng quý hơn sinh mệnh. Người ấy càng hiểu ra rằng hết thảy danh, lợi cũng chỉ như mây gió thoảng qua, hết thảy đều là vô thường. Vậy nên khi vẫn còn hơi thở hãy đối đãi thật tốt với mọi người quanh mình. Như vậy dẫu đến giây phút chia xa thì người ấy cũng chẳng còn điều gì phải tiếc nuối, thở than. Nếu một người có thể gieo những hạt giống thiện lương và để lòng tốt ở lại thì khi mất đi dẫu bóng hình chẳng còn nhưng đức hạnh của người ấy vẫn luôn sống trong tâm trí người khác. Thông thường những người như vậy cũng là những người coi cái chết nhẹ nhàng, không sợ hãi trong tâm. Triết gia Khổng Tử nói, tu thân, tề gia,
trị quốc, bình thiên hạ. Trước tiên người ta cần cố gắng tu sửa bản thân, từ đó tạo tiền đề cho việc tề gia, làm được vợ chồng tôn trọng nhau và anh em hòa thuận. Sau đó trên cơ sở gia đình toàn vẹn để đạt được mục tiêu về công danh sự nghiệp. Nếu một gia đình mà cha nhân từ, con hiếu thuận, anh hữu hảo, em cung kính, chồng chính nghĩa, vợ nhu thuận, mẹ chồng hiền đức, con dâu dâng lời, thì gia đình đó chắc chắn sẽ thịnh vượng. Điều một gia đình cần nhất là sự hòa thuận. Nếu những người lớn tuổi có thể đảm nhận vai trò người cầm lái mẫu mực thì những đứa con trong gia đình cũng sẽ noi theo. Nếu các thành viên trong gia đình có thể sống hòa thuận, dinh nhục có nhau, thì dù núi Thái Sơn có sụp đổ trước mặt họ, gia đình cũng sẽ không run sợ. Cái gọi là hòa hợp thì có ổn định thì sẽ có thành công, quả đúng là không sai. Có một câu hỏi rằng điều gì cần thiết để truyền lại cho các thế hệ tương lai? Trong tất cả các câu trả lời thì có một câu trả lời rất giá trị, chính là truyền lại sự yên tĩnh và ngăn nắp. Bởi lẽ tiền tài cũng sẽ tiêu tan, chỉ có gia đình tốt đẹp mới có thể không ngừng bồi dưỡng nhân tài, sau đó trên cơ sở gia đình vẹn toàn để đạt được mục tiêu về công danh sự nghiệp. Khi người ta đến một độ tuổi nào đó, thật lòng mà nói, điều họ cần nhất là một mái ấm, một nơi an ổn để đi về. Người trung niên cần một ngôi nhà yên tĩnh. Nhiều người thường phàn nàn rằng cuộc sống của họ không tốt, mối quan hệ gia đình quá tệ khiến họ luôn ở trong tâm trạng mệt mỏi. Thật ra, để xem cuộc sống của một người liệu có tốt không, hãy xem hoàn cảnh gia đình họ. Sống trong một ngôi nhà luôn cãi giả thì phần lớn cuộc sống của họ chỉ có bất bình, oán hận. Ngược lại, một ngôi nhà luôn bình an yên tĩnh thì sẽ sinh ra hạnh phúc và tài lộc. Một gia đình nếu ngày nào cũng cãi cọ, ngày nào cũng để xảy ra quá nhiều mâu thuẫn thì gia đình này trước sau cũng sẽ lục đục và đổ vỡ. Tại sao người ta cần một ngôi nhà yên tĩnh khi họ ở độ tuổi trung niên? Suốt ngày vất vả ở bên ngoài, nếu ở nhà mà còn thấy ngổn ngang, khổ sở thì lòng người sao có thể thanh thản, làm sao có thể tập trung tinh lực để đạt được thành công trong sự nghiệp? Ở đây không có ý rằng bạn nhất định phải đạt được thành công trong sự nghiệp, mà là nhà không yên thì làm sao tìm được không gian cho tâm hồn được nghỉ ngơi. Cuộc đời xuất hiện đầy chuyện phức tạp là điều bình thường, nhưng trong gia đình thì không nên quá phức tạp, ồn ào như vậy. Ồn ào ở đây đại diện cho chiến tranh nóng và chiến tranh lạnh giữa con người với nhau, thậm chí nghiêm trọng đến mức sẽ nồng nặc mùi thuốc súng. Vì vậy, thử hỏi trong hoàn cảnh đó, bạn có thể thực sự sống một cuộc sống tốt hay không? Sự náo nhiệt của thành phố cũng đã trải nghiệm rồi. Đã đến lúc tìm một nơi yên tĩnh để sống cuộc sống nhỏ bé của riêng bạn. Cuộc sống thực ra rất đơn giản. Có một mái nhà yên ấm thì đã được xem là một thành tựu trước vô số người trên thế giới này. Tĩnh lặng vốn là biểu tượng của nước chảy. Một ngôi nhà, khi mọi người hiểu được yên tĩnh và hòa hợp thì sẽ hội tụ thành một dòng sông chảy mãi, không bao giờ khô cạn. Người trung niên cần một ngôi nhà ngăn nắp. Làm cho ngôi nhà trở nên ngăn nắp, có tổ chức, từ đó sẽ tạo tiền đề cho sự hòa hợp. Bằng cách này, họ có thể bổ sung cho nhau, mang lại lợi ích cho chính họ và các thế hệ tương lai một cách có trật tự. Có những người, dù bận rộn đến đâu,
ngày nào cũng về nhà và lau dọn nhà cửa, lau chùi những chỗ bị ố, cho dù không thể sạch cũng không bỏ qua việc lau nó sạch sẽ. Chỉ vì quen với cuộc sống như vậy nên không chỉ bản thân họ có thói sắp xếp gọn gàng mà ngay cả những người thân trong gia đình cũng dần làm theo từ lúc nào không hay. Trong mắt những đứa con của gia đình này, thì bất kỳ công việc trong nhà nào cũng phải làm cho sạch sẽ, gọn gàng, coi đó là trách nhiệm. Hơn nữa, bọn trẻ còn đưa thói quen này vào việc học tập nên kết quả là trẻ luôn đứng đầu lớp, đứa trẻ cũng trở nên rất khiêm tốn và lễ phép. Thật ra đây chính là kết quả của việc trẻ được sống trong môi trường luôn ngăn nắp và gọn gàng. Bạn biết đấy, thật khó để tìm thấy một người có hàm dưỡng trong một ngôi nhà lộn xộn. Tại sao? Chính vì nhà họ không sạch sẽ ngăn nắp, người nhà của họ cũng khó mà tuân thủ các quy củ và chuẩn tắc đạo đức. Như vậy thì làm sao họ có thể nuôi dưỡng được những người lương thiện và những thế hệ trẻ trong sạch được? Trách nhiệm lớn nhất của một người ở tuổi trung niên là tạo cho mình một ngôi nhà yên tĩnh và cho thế hệ trẻ một ngôi nhà ngăn nắp. Hãy để mọi thứ vào nề nếp, để mọi thứ phát triển tự nhiên và để mọi thứ đâu vào đấy. Thành tựu lớn nhất của một người khi đến tuổi trung niên là gì? Tục ngữ có câu, gia đình hòa thuận, vạn vật thịnh, gia đình bất hòa, vạn vật suy tàn. Gia đình không chỉ ảnh hưởng đến tương lai của chính bản thân một người, mà còn ảnh hưởng đến phúc khí của các thế hệ tương lai. Trong một gia đình hạnh phúc, hầu hết họ đều có những cuộc tranh luận nhưng cuối cùng vẫn là sự thấu hiểu, yêu thương và ở bên nhau suốt đời. Có thể có người thắc mắc, gia đình có tiền chẳng phải tốt sao? Tại sao vẫn còn quá nhiều rắc rối? Thành thật mà nói, chỉ cần có sức khỏe và ý chí thì tiền là thứ có thể kiếm lại được. Khi một người đến tuổi trung niên, họ đã nhìn thấy tất cả những thăng trầm nơi thế gian, nhìn thấu những biến đổi của lòng người. Có một chân lý là, nhà càng tích thiện thì càng có phúc, nhà càng tích ác thì ác có tai họa. Gia đình là bến đỗ cuối cùng của một người. Nếu nơi ấy hỗn loạn và đầy rẫy những cuộc cãi giả, thì nó không phải là một gia đình thật sự. Thế cho nên, thành tựu lớn nhất của mỗi người trong đời không phải là kiếm được bao nhiêu tiền, mà là có một mái ấm yên bề gia thất. Để nghênh đón một cuộc sống trung niên tốt đẹp, bạn nhất định cần giữ vững ba loại tâm thái này. 1. Xem nhẹ quá khứ. Người tính không bằng trời tính. Kết cục của rất nhiều chuyện thường là bản thân không thể tự xoay chuyển. Lúc này chọn cách buông bỏ gánh nặng sẽ tốt hơn là dồn tích trong lòng. Suy cho cùng, đời người không ai là không từng trải qua những điều tiếc nuối, vì vậy nếu đã không thể nắm được cát thì hãy cứ để gió cuốn đi. Khi thất vọng, đôi mắt chỉ nhìn thấy tương lai mờ mịt, không còn chỗ cho những điều tốt đẹp trên thế giới này. Nhưng bằng cách buông bỏ những tảng đá trong lòng, mới không còn phải oằn lưng bước tiếp chặng đường còn lại. Lòng nhẹ thênh thang thì có thể bước trên đường đời một cách dễ dàng và không bị quá khứ trói buộc. Chỉ có như vậy mới không bỏ lỡ những điều tốt đẹp đang chờ đợi mình ở tương lai. 2. Trân trọng hiện tại. Người ta nói qua thôn này sẽ không còn quán trọ nữa. Thời gian tốt nhất trong cuộc sống không phải là quá khứ hay tương lai, mà chính là hiện tại. Ảnh,
Olena Iakovchuk Shatterstock. Chúng ta thường lấy bận rộn làm cái cớ để trì hoãn những kế hoạch đã chuẩn bị và giảm bớt thời gian dành cho các thành viên trong gia đình. Người ta nói qua thôn này sẽ không còn quán trọ nữa. Đời người là hữu hạn, nếu không trân trọng lúc này, tương lai có chắc sẽ còn cơ hội làm lại lần tiếp? Có thể sẽ không. Tương lai cho dù có muốn tìm lại và bù đắp quãng thời gian đã mất cũng không thể. Cho nên trong khi vẫn còn thời gian, hãy nghĩ về những điều mà bạn mong muốn thực hiện, những người bạn muốn gặp hay giúp đỡ, những sai lầm bạn muốn sửa chữa, những thói xấu mà bạn muốn thay đổi, phong cảnh mà bạn muốn thưởng thức và những món mà bạn muốn ăn. Bất cứ khi nào có cơ hội, hãy tận dụng thời gian để thực hiện chúng. Trên đời này, không có loại thuốc nào để chữa bệnh hối hận. Mỗi lựa chọn, mỗi bước đi của chúng ta đều không thể bắt đầu lại từ đầu. Đừng bỏ mặc những người thân, bạn bè xung quanh chỉ vì cái cớ bận rộn này nhé. 3. Tin vào tương lai. Có một điều ai cũng đều phải nhìn nhận, chính là cuộc sống có đến 9 phần là không như ý. Giả sử cuộc sống của bạn hiện đang rất khó khăn, đầy những thất bại đau đớn, và bạn không thể nhìn thấy hy vọng của cuộc sống. Nhưng có thể đi được bao xa không quyết định bởi những gì bạn đã trải qua, cũng không phải bởi chỉ số may mắn của bạn, mà nó phụ thuộc vào tâm thái mà bạn dùng để đối mặt. Hãy giữ cho mình một thái độ tích cực lạc quan với cuộc sống. Chỉ có như vậy bạn mới không bao giờ bị thấp thỏm lo lắng bởi những điều bất ngờ. Ngay cả khi bạn bị vấp ngã, bạn vẫn có thể nhanh chóng điều chỉnh tâm thái và đứng dậy trở lại. Sóng gió cuộc đời không ai là có thể vượt qua một cách dễ dàng. Ngay cả con ông cháu cha ngậm thìa vàng cũng không đảm bảo được cuộc đời sẽ luôn suôn sẻ. Rất có thể họ sẽ phải chịu đựng những bước thụt lùi trong sự nghiệp và gia đình. Không ai mới sinh ra là đã mạnh mẽ, chỉ có những người kiên trì bền bỉ mới có thể vững vàng đến cuối cùng. Hy vọng tất cả chúng ta đều luôn giữ được ước mơ, có niềm tin vững chắc vào tương lai và dũng cảm tiến bước trên suốt hành trình gian nan của cuộc đời. Con người khi đến tuổi trung niên là tiến vào một giai đoạn mới. Đến tuổi trung niên, người ta đã trải qua rất nhiều thăng trầm, gặp qua rất nhiều kiểu người và rất nhiều sự tình. Đến tuổi này, người trung niên nên biết có một số việc cần coi nhẹ, buông bỏ, có một số việc nhất định phải nắm giữ. 6 điều cần buông bỏ của tuổi trung niên. Buông bỏ những oán hận chất chứa trong lòng. Những tổn thương và oán hận từng gặp phải, dưới tác dụng của thời gian, đến tuổi trung niên người ta sẽ thấy chúng phai nhạt dần. Oán hận người khác là cách lấy sai lầm của người khác trừng phạt bản thân mình. Trong cuộc sống có rất nhiều điều tốt đẹp, đừng để bản thân bị dây hãm trong nỗi oán hận. Con người nên sống ở hiện tại, những oán hận trong quá khứ không nên lưu giữ mãi trong lòng. Khi ta buông bỏ oán hận, thế giới sẽ rộng mở trước mắt. Buông bỏ lưỡng lự. Khi đã xác định được điều mình muốn làm thì không nên chần chừ lưỡng lự, cần nắm chắc thời cơ để thực hiện. Một người khi bước vào tuổi trung niên thường sẽ thận trọng và vững vàng hơn tuổi thanh niên rất nhiều và lại có sức lực hơn tuổi lão niên. Hơn nữa, so với tuổi thanh niên, họ cũng có điều kiện và kinh nghiệm hơn. Vì vậy,
Có những việc đã có phương hướng rõ ràng thì không nên do dự, bỏ mất thời cơ để phải nuối tiếc khi về già. Buông bỏ hư vinh. Người ta nói rằng hư vinh và dối trá có lẽ là hai kẻ địch mạnh trên đường đời. Con người đến tuổi trung niên không cần hâm mộ và tham lam hư vinh, so sánh lẫn nhau. Buông bỏ hư vinh là cách khiến bản thân được giải thoát và hạnh phúc. Buông bỏ phiền não. Trên đời này, phần lớn phiền não đều là do con người tự tìm mà đến. Con người ta sống, mặt mày ủ rũ cũng là một ngày, vui mừng rạng rỡ cũng là một ngày. Cùng là sống một ngày nhưng tâm tình bất đồng, cảm giác bất đồng thì ảnh hưởng đối với bản thân cũng bất đồng. Người luôn bị phiền não quấn quanh thì tâm tình và thân thể tự nhiên cũng sinh bệnh. Trong cuộc sống, mọi khó khăn đều có cách giải quyết, không có sự tình nào là không thể giải quyết được. Cho nên, buông bỏ phiền não thì cuộc đời mới tươi sáng, rạng rỡ hơn. Buông bỏ áp lực. Khi còn trẻ, người ta thường liều mạng vì sự nghiệp, bận rộn vì công tác. Đến tuổi trung niên, mỗi người đều nên thay đổi phương cách sống của mình, sống chậm hơn một chút. Đừng khiến cho bản thân bị áp lực quá lớn mà sinh ra tâm phiền thân bệnh. Buông bỏ chấp nhất vào con cái. Người ta nói rằng con cái có phúc phận của con cái. Khi con cái bước vào đường đời, cha mẹ nên làm người bạn đồng hành mà không thể thay thế con cái được. Biết buông tay đúng lúc, con cái mới có thể vững vàng bước đi trên con đường đời của mình. 6 điều cần nắm giữ. Sức khỏe. Sinh mệnh con người là vô cùng yếu ớt. Rất nhiều người khi bước vào tuổi trung niên mới phát hiện ra sức khỏe của bản thân không còn được như trước. Con người khi bị bệnh, mệt mỏi thường sẽ nghĩ lại và hối hận rằng đã không làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. Nhưng khi bệnh có chuyển biến tốt thì người ta thường lại quên mất đạo lý này. Khi con người còn trẻ và khỏe mạnh thì không ngừng tính toán danh lợi, buông thả trong rượu và sắc, không để tâm tiết chế dục vọng mà khiến ăn không ngọn, ngủ không yên. Đến tuổi trung niên hay khi cơ thể mắc bệnh, lại rơi vào hối hận. Đây chính là vòng quay mà con người thường mắc phải. Đã hiểu được nỗi khổ ấy, khi an định, khỏe mạnh không để tâm được bình thản, giảm bớt ham muốn và sự hưởng lạc của bản thân. Chỉ khi con người bị bệnh tật mới hiểu được rằng không có bệnh là hạnh phúc nhất. Cho nên, đừng vì ham muốn, hưởng lạc vô độ mà hủy hoại thân thể. Gia đình. Gia đình là bến cảng ấm áp của mỗi người. Người đến tuổi trung niên càng phải hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của gia đình. Đến tuổi trung niên, không phải tình yêu mà gia đình mới có sức mạnh giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn hoạn nạn. Tình bạn. Có nhiều người bạn tốt giống như bản thân có nhiều chiếc áo ấm giữa mùa đông giá lạnh. Tính cách và nhân phẩm của một người quyết định việc người ấy có bao nhiêu người bạn thật sự tốt ở xung quanh. Khi đã bước vào tuổi trung niên, một người cần biết trân quý điều ấy. Con người sống cả đời đều không thể thiếu bạn. Bạn không nhất định phải là người hoàn mỹ, chỉ cần có thể đồng cam cộng khổ, giúp nhau lúc hoạn nạn,
đối xử chân thành thì đã là một người bạn thực sự. Nếu như có thể dinh nhục cùng nhau, cùng hội cùng thuyền thì đó đã thực sự là người bạn thân tình. Phẩm hạnh. Phẩm hạnh là điều mà không chỉ người đến tuổi trung niên mới cần thủ giữ, nhưng người đến tuổi trung niên đã trải qua rất nhiều thăng trầm của cuộc đời cần hiểu rằng phẩm hạnh mới là điều đáng quý giá của mỗi người. Không chỉ thủ giữ, bồi dưỡng phẩm hạnh tốt cho bản thân mà cần phải bảo ban con cháu trong gia đình. Như vậy, gia đình mới ngày càng hưng thịnh, tuổi già được viên mãn. Hành vi và lời nói. Ngôn ngữ là vũ khí sắc bén, có thể đả thương người khác. Người đến tuổi trung niên cần hiểu được rằng nói chuyện là một loại nghệ thuật. Khi đã nhìn thấu một người, không cần nói tận, nói quá nhiều. Người trung niên càng không nên dùng ánh mắt trên cao nhìn xuống mà nói lời khoa trương, trịch thượng. Khi phiền lòng nên từ từ, chậm rãi nói. Người đời vẫn thường nói, nước đổ khó hốt. Bởi vậy, trước khi nói cần suy ngẫm, đặt mình vào hoàn cảnh người khác để tránh lỡ lời, gây tổn thương cho người khác mà không thể vãn hồi lại được. Làm việc thiện. Trong cuộc sống, hãy dành ra những khoảng thời gian để nhìn lại xung quanh mình. Khi ấy, người ta sẽ dễ dàng phát hiện ra rằng còn rất nhiều hoàn cảnh éo le, khổ sở hơn mình. Cho dù mình khổ đến đâu thì vẫn có người tội nghiệp hơn mình, đáng thương hơn mình. Vì thế, hãy giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn để họ cảm nhận được sự ấm áp của lòng tốt, tình yêu thương và giúp họ có động lực tin vào cuộc sống. Làm việc thiện cũng chính là gieo mầm tương lai tốt đẹp cho bản thân mình. Có câu nói rằng đời người 20 tuổi sống thanh xuân, 30 tuổi sống ý dị, 40 tuổi sống trí tuệ, 50 tuổi sống thản nhiên tự tại, 60 tuổi sống nhẹ nhàng, 70 tuổi trở thành báu vật vô giá. Con người khi bước vào tuổi trung niên là bước vào một giai đoạn mới. Vậy để sống thản nhiên tự tại ở tuổi này, hành trang cần có là những gì? Dưới đây là 7 điều một người khi bước vào tuổi trung niên cần thấu tỏ để cuộc sống bình an, nhẹ nhàng và tự tại. 1. Có một loại trí tuệ gọi là buông tâm. Chúng ta cần hiểu rằng trong cuộc sống có một số sự tình cần phải buông tâm đi. Tâm lượng của trái tim mỗi người đều là có chỗ giới hạn, không thể mãi canh cánh trong lòng. Cần phải buông, cần phải cởi trói trái tim mình. Những hư dinh, tranh danh đoạt lợi, những oán hận trong lòng chỉ khiến người ta sống mệt mỏi, sao còn không buông bỏ mà mãi ôm giữ. Sau tuổi trung niên, chúng ta cần phải buông gánh nặng, chạy về phía mới của sinh mệnh, buông quá khứ, mở ra một cuộc sống mới. Người hiểu được buông, ấy là người trí tuệ. 2. Có một loại tâm thái gọi là lạc quan. Đời người không thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Người ta, ai cũng sẽ luôn phải đối mặt với những khó khăn, thất bại và phiền não xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Khi đối mặt với thất bại, nếu một người có thể giữ được tinh thần lạc quan, tự tin và rộng mở, thì người ấy sẽ có thể chuyển bình thường thành giàu có, khó khăn thành thoải mái, và thậm chí có thể chuyển sự đau khổ trở thành những trải nghiệm tốt đẹp và quý giá cho bản thân. Lạc quan vui vẻ là một loại tài sản vô hình.
Đời người có lẽ điều khó khăn nhất là có được loại tâm thái tốt đẹp này. Đặc biệt là giữ được một loại tâm thái lạc quan trong nghịch cảnh. Một người có thể giảm bớt u sầu, sẵn sàng làm việc, bình thản nhiều hơn một chút, ôn hòa nhiều hơn một chút thì cuộc sống của người ắt sẽ có ánh nắng mặt trời chiếu rọi. Sau tuổi trung niên, người ta thường thiên về cuộc sống nội tâm, đã hiểu thấu nhiều điều trong đời, cho nên chỉ có mỉm cười trong thời điểm này là tốt nhất. 3. Có một loại thiện đãi gọi là tôn trọng. Chúng ta vĩnh viễn không cách nào làm thay được cho con cái, cũng không thể ở bên cạnh chăm sóc chúng cả đời. Vậy nên, cần phải biết tôn trọng tự do của con cái. Cổ nhân nói, con cháu đều có phúc phận của con cháu. Hơn nữa, chúng cũng có con đường nhân sinh của riêng mình. Có những sự tình chúng ta miễn cưỡng cũng không thể thay đổi được. Việc gì cũng ôm làm, chẳng những mệt mỏi cho chính bản thân mình mà đôi khi còn là gây hại cho con cháu. Sau tuổi trung niên, biết tôn trọng tự do của con thì đối với con là một loại tín nhiệm, còn đối với chính mình là một loại thiện đãi. 4. Có một loại biểu đạt gọi là lên tiếng. Cuộc sống tràn ngập những hỉ nộ ái ố ai lạc. Khi thích hợp với loại cảm xúc nào thì đừng cố kìm nén, mà hãy tự nhiên và bình thản mà lên tiếng. Biết lên tiếng đúng cách đối với thể xác và tinh thần là một loại gột rửa, là một lần linh hồn tự do biểu hiện ra. Một nụ cười có thể khiến cho tâm tình con người ta vui sướng, những buồn giận sẽ biến mất. Đó chính là triết lý, cười giải ngàn nỗi lo. 5. Có một loại khoái hoạt gọi là phóng khoáng. Một người muốn có được tâm trạng vui vẻ thì cần phải phóng khoáng, tâm lượng phải rộng mở. Đối với chuyện của con cháu thì ít quản mới tốt, yên tâm hưởng niềm vui thú của lứa tuổi mình, như vậy mới có thể kéo dài tuổi thọ. Đương nhiên, phóng khoáng không có nghĩa là phóng túng, mà là đem thể xác và tinh thần điều chỉnh đến cảnh giới yên tĩnh khoái hoạt. 6. Có một loại xử thế gọi là chấp nhận. Có nhiều thứ đã mất đi rồi thì cũng đừng nên chấp nhất, mà hãy coi như thành phẩm đó không thuộc về mình. Hơn nữa hãy tin rằng, cái gì của mình thì cuối cùng sẽ quay về với mình. Có câu nói rằng, nếu như bạn vì đánh mất mặt trời và mặt trăng mà khóc lóc nỉ non, thì bạn cũng sẽ đánh mất cả những gì sao. Vậy nên, sau tuổi trung niên, chúng ta cần phải biết chấp nhận, có như vậy chúng ta mới không để lỡ mất những điều tốt đẹp. 7. Có một loại tự tại gọi là yên tâm. Tục ngữ có câu, không làm việc trái lương tâm thì nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Nhân quả báo ứng là thiên lý, một điểm cũng không sai. Người hiểu rõ đạo lý này sẽ có thể thấy rõ được thiên cơ, cũng có thể trở thành một bậc trí giả thực sự. Người lương thiện là người phù hợp với đạo lý này nên sống an tâm với cuộc đời. Trong cuộc sống, đối đãi với tất cả mọi việc đều tận tâm thì ắt sẽ có thể tiêu diêu tự tại. Đi qua nhân sinh mưa gió dài thập niên, trải qua cay đắng ngọt bùi chốn nhân gian, có thể thành khẩn thẳng thắn, không làm chuyện trái với lương tâm, không hổ thẹn với tâm mình, không vì tranh danh đoạt lợi mà gây thù chuốc oán thì nhất định sẽ trở thành một lão niên hạnh phúc, an bình.